là một căn nhà mấy tầng, diện tích là bao nhiêu, không gian là như thế nào, rồi sao? Trong các cái video trước đây, Nguyên đã chia sẻ nhân sâu bên trong con người chúng ta theo góc nhìn của khoa học, với công thức là cội nguồn cuộc sống bắt đầu từ chính chúng ta, nhưng không phải do lỗi của chúng ta, là kết quả cuộc sống hiện đang của chúng ta được bắt nguồn từ hình ảnh trong tâm trí, với sự nghe, thấy, nói, biết, nó định hình niềm tin cho con người chúng ta, nó quyết định lên suy nghĩ. Khi chúng ta có suy nghĩ, chúng ta sẽ hành động, và hành động đó qua nhiều ngày, nhiều tháng tạo thành thói quen, và chính thói quen hình thành lên tính cách, và chính cái tính cách nó đã quyết định sự chọn lựa của chúng ta trong các cái phương án về công việc, về hôn nhân, về sự nghiệp để chúng ta có kết quả như hiện tại. Và trong video gần nhất thì Nguyên cũng chia sẻ về cái nhân sâu trong con người chúng ta dựa trên góc nhìn của Phật giáo, đó là cấu trúc con người, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta muốn nhận định một cái phương diện gì đó, một cái nguyên lý gì đó, một cái quy luật gì đó thì sẽ dựa trên ba góc nhìn của khoa học, góc nhìn của đạo lý nhân gian và góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Nếu như ba góc nhìn này là trùng khớp với nhau thì chứng tỏ đây là một nguyên lý có thể sử dụng được. Và trong video này thì Nguyên tiếp tục cho ra một cái nhân sâu trong con người chúng ta dựa trên góc nhìn của đạo lý. Là như vậy chúng ta đủ về ba góc nhìn nhé. Theo nhân sâu trong con người chúng ta theo góc nhìn của đạo lý thì Nguyên có một cái tam giác ở đây được gọi là tam giác hiện thực. Hiện thực ở đây là thực tại á, là cuộc sống của chúng ta, là kết quả hiện nay của chúng ta được định hình theo ba góc nhìn: góc nhìn của thông tin, góc nhìn của năng lượng và góc nhìn của vật chất. Nếu như trong video này có một số từ ngữ mà cả nhà chúng ta không hiểu, nó đang nằm trong cái vùng thông tin chưa được biết của chúng ta, thì hãy follow kênh của Nguyên, xem lại các video cũ của Nguyên để biết được là từng khái niệm nó có ý nghĩa gì, để chúng ta ráp vào trong video này chúng ta sẽ có được một cái thông điệp nó trọn vẹn hơn. Và trong video này thì Nguyên cũng sẽ cho chúng ta nhiều nhất những cái giải thích của một cái khái niệm để chúng ta có thể nắm gọn video này có một cái thông điệp mà chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể chuyển hóa được. Góc nhìn đầu tiên là hiện thực của chúng ta được tạo từ thông tin. Thông tin ở đây là ý biết, ý hiểu và ý tin. Chẳng hạn như chúng ta lựa chọn cái sự nghiệp là một nhân viên văn phòng thì chúng ta biết gì về nghề nghiệp nhân viên văn phòng? Chúng ta hiểu những gì về công việc này và chúng ta tin tưởng cái điều gì ở công việc nhân viên văn phòng? Chẳng hạn như nhân viên văn phòng thì phải biết những gì? Biết là công việc làm từ mấy giờ tới mấy giờ, làm về hành chính như thế nào, mức lương ra sao, thường là nhân viên văn phòng ở các công ty nghiệp nào thì sẽ có thể tuyển dụng nhiều hơn, hoặc là ở vùng nào thì sẽ có cái nhu cầu cần nhân viên phòng nhiều hơn. Và khi chúng ta hiểu thì chúng ta hiểu những gì về công việc này và chúng ta tin tưởng điều gì. Còn ở góc độ năng lượng, chẳng hạn như chúng ta đang là một người bán hàng thì một người bán hàng cần cái nguồn năng lượng của sự trách nhiệm, của sự cởi mở, của sự hào hứng, của sự vui tươi thì mới đáp ứng được cái góc nhìn của khách hàng để có thể chinh phục được khách hàng, để có thể bán được hàng nhiều hơn. Nhưng chúng ta lại dùng cái nguồn năng lượng của sự ủ rũ, của sự buồn rầu, của sự bực bội, của sự khó chịu thì chúng ta không chinh phục được khách hàng. Chính vì vậy thì có thể hiện thực chúng ta không được tốt. Cho nên cái góc nhìn thứ hai, thứ nhất là thông tin, thứ hai là năng lượng và thứ ba là vật chất. Chẳng hạn như chúng ta cần xây một căn nhà là một cái vật chất, thì chúng ta hiểu được vật chất trong căn nhà này được tạo thành từ những gì. Là một căn nhà mấy tầng, diện tích là bao nhiêu, không gian là như thế nào, rồi xây ở địa điểm nào, có cần xin giấy phép xây dựng hay không. Đó là những cái biểu hiện vật chất. Và biểu hiện vật chất là đó chính là cái quả hiện nay của chúng ta trong cuộc sống theo quy luật nhân quả. Quả. Còn thông tin, cái việc chúng ta biết gì, hiểu gì và tin cái gì thì nó chính là cái nhân. Khi chúng ta có cái nhân yếu là chúng ta biết ít thông tin về một cái điều mà chúng ta mong muốn, chúng
hiểu ít cái điều mà chúng ta mong muốn, chúng ta tin ít cái điều mà chúng ta mong muốn, thì có thể cho ra một cái hiện thực hiện tại là kết quả hiện tại nó không tốt. Còn năng lượng, đó chính là cái duyên. Nhân tốt cộng duyên lành cho ra quả như ý. Nó cũng có cái sự trùng khớp trong các cái thông tin dựa trên ba góc nhìn. Nhân tốt tức là những thông tin mình biết về cái điều mà mình mong muốn, thông tin mình muốn có về kết quả của mình. Thông tin này là biết, hiểu và tin tưởng điều gì là cái nhân tốt. Cộng với cái duyên lành là cái năng lượng của mình phải có nguồn năng lượng phù hợp với chức vụ và vị trí và các kết quả mà mình mong muốn. Chẳng hạn như mình muốn là một ông chủ lớn thì mình phải có một cái năng lượng gì đó nha, năng lượng giàu có, năng lượng với sự uyên uy, năng lượng với sự khí thế, năng lượng với sự hừng hực, năng lượng với sự chiến đấu không bỏ cuộc chẳng hạn. Và nếu như mình muốn trở thành một người giàu có nhưng mà lúc nào cũng sợ sệt, sợ hãi, không dám làm, sợ thất bại, thì nguồn năng lượng không phù hợp thì sẽ không có cái duyên để có thể trở thành một người giàu có là kết quả như ý, là vật chất chúng ta đạt được. Đấy, Nguyên vừa chia sẻ sâu về nhân sâu của chúng ta dựa trên góc nhìn của đạo lý. Vậy thì từ nay cả nhà chúng ta sẽ làm gì để có được một tam giác hiện thực tốt đẹp? Là khi chúng ta muốn làm điều gì đó trong cuộc sống, muốn đạt được một cái mục tiêu của mình, thì mình phải biết rõ về điều mình muốn làm. Mình phải hiểu hiểu rõ về điều mình muốn làm. Mình phải tin tưởng về điều mình muốn làm, tin tưởng về những điều mình muốn làm, bỏ qua sự phán xét, sự chỉ trích của người khác. Sau đó chúng ta dùng cái nguồn năng lượng phù hợp ở cái điều mà chúng ta muốn đạt được. Dần dần chúng ta sẽ đạt được cái quả như ý về vật chất. Vật chất có thể cũng là nguồn lực, về con người, về tài chính, hoặc là nguồn lực về công nghệ phụ trợ cho chúng ta. Khi chúng ta đạt được các cái điều này, hiểu biết nhiều, tin tưởng nhiều, có nhiều kiến thức, dùng một nguồn năng lượng hừng hực, quyết tâm, mạnh mẽ, tự tin, kiên trì, không bỏ cuộc, làm đến cùng, thì chúng ta sẽ cho nghe cái quả như ý. Đó chính là nhân sâu theo góc nhìn đạo lý. Phụ luật kênh của Nguyên, để cho video sau Nguyên tiếp tục chia sẻ cho nhà mình nhiều kiến thức mới để chúng ta cùng nhau chuyển hóa, trở thành một con người có được hạnh phúc, có được thành công, có được thịnh vượng. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Nguyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.